kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Phạm Thị Thanh Trà, người đàn bà thích ôm hai ngả về ai. Người phụ nữ có quyền thứ nhì hiện nay sau bà Trương Thị Mai không ai khác chính là phó tướng của bà Mai tại ban tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, bà Phạm Thị Thanh Trà. Bà Trà hiện nay là người phụ nữ kiêm hai chức vụ, một ở bên Đảng và một ở bên Chính phủ. Bên Đảng, bà Trà đang giữ chức phó trưởng ban tổ chức Trung ương, còn bên Chính phủ, bà Trà là bộ trưởng Bộ Nội vụ. Tức là bà Trà là người phụ nữ đang ôm hai chức cùng một lúc. Câu chuyện bà Phạm Thị Thanh Trà ôm hai chức không chỉ mới đây mà đã diễn ra cách đây 7 năm sau khi vụ sát hại rùng rợn xảy ra tại Đảng ủy và Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái. Tức là hình ảnh bà Phạm Thị Thanh Trà. Vào ngày 18 tháng 2016, tại trụ sở tỉnh ủy tỉnh Yên Bái ở thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái, Việt Nam, ông Phạm Duy Cường, bí thư tỉnh ủy bị bắn chết ngay tại phòng làm việc. Cùng thời điểm đó, ông Đỗ Ngọc Tuấn, chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái cũng bị bắn gục tại nơi làm việc. Người được cho là đã nổ súng giết hai người trên là ông Đỗ Cường Minh, chi cục trưởng chi cục kiểm lâm tỉnh Yên Bái. Vụ án này đã kết thúc nhanh chóng và người được cho là hung thủ đã chết nên vụ án khép lại. Có người cho rằng câu chuyện không đơn giản như thế, bởi sau khi ông Phạm Duy Cường và Đỗ Ngọc Tuấn chết, hai chiếc ghế này hai ông để lại đều rơi vào tay bà Phạm Thị Thanh Trà. Đấy là lần đầu tiên bà Phạm Thị Thanh Trà được ghi nhận là người ôm hai chức cùng một lúc. Việc thâu tóm hai chức của bà Trà xem ra còn khốc liệt hơn việc thâu tóm hai chức của Nguyễn Phú Trọng. Bởi để bà Trà có hai chức cùng một lúc đã có ba mạng người phải ra đi. Trong khi đó, để có hai chức cho ông Trọng, chỉ có một người nhắm mắt vĩnh viễn. Sau khi bà Trà rời địa phương về Trung ương, bà này cũng ôm hai chức như bà đã từng ôm khi còn là lãnh đạo tỉnh Yên Bái. Như vậy, bà Phạm Thị Thanh Trà là ai và bà không hề hấn gì sau tai tiếng về em trai bà, chính là ông Phạm Sĩ Quý, xây biệt phủ to lớn tại Yên Bái. Ông Phạm Sĩ Quý được bà nâng đỡ thế nào, ông này giàu có ra sao thì dư luận xã hội đã khui ra, nhưng bà Trà vẫn thành công về đường Trung ương. Đây là hình ảnh phát biểu của bà Phạm Thị Thanh Trà. Việc bà Phạm Thị Thanh Trà đứng hai chân, một chân bên Đảng, một chân bên Chính phủ, thì không biết bà này đang là người của phe nào. Bên Đảng là sân nhà của Nguyễn Phú Trọng, bên Chính phủ hiện nay là sân nhà của ông Phạm Minh Chính. Mà tình hình bây giờ, bên Đảng đang muốn hạ bệ bên Chính phủ để triệt dùm cho Vương Đình Huệ, một đối thủ lớn. Lâu nay, bà Phạm Thị Thanh Trà ít lên tiếng, tuy nhiên mới đây bà Trà đã nói một câu khá rắn, đó là công chức bị kỷ luật nên tự nguyện tinh giản biên chế. Lời nói này tương tự như lời nói của bà Trương Thị Mai, trưởng ban tổ chức Trung ương trước đó. Vào hồi tháng 7 năm 2022, bà Mai đã từng nói không để mấy ông cán bộ bị kỷ luật ngồi đó mãi. Và sau đó, hàng loạt ông lớn là ủy viên Trung ương Đảng và cả ủy viên Bộ Chính trị đã bị rớt đài. Bà Phạm Thị Thanh Trà đang là một ẩn số. Ghế trưởng ban tổ chức Trung ương hiện nay vẫn còn đang nằm trong tay bà Trương Thị Mai. Nếu bà Mai nhả ghế này, không loại trừ khả năng bà Phạm Thị Thanh Trà sẽ ngồi vào, bởi bà Trà đang là cấp phó cho bà Trương Thị Mai ở ban tổ chức của Trung ương Đảng. Đây là hình ảnh bà Trương Thị Mai từng phát biểu giống như bà Trà nhưng cứng rắn hơn. Giữa hai phe, phe tổng và phe chính phủ thì không biết bà Trà ngả về phe nào. Có người nói làm chính trị là phù thịnh chứ không phải phù suy. Ý là bà Trà ở phe tổng. Thực tế bà Trà theo phe nào thì chưa biết, nhưng có một điều chắc chắn rằng bà Trà là nhân tố trong nhóm lợi ích của địa phương mạnh nhất, nhóm Nghệ An. Cả nhóm này đang âm thầm ủng hộ bà Trà nắm chiếc ghế trưởng ban tổ chức Trung ương. Tuy nhiên thành hay không thì phải đợi xem. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de với bản tin Phạm Thị Thanh Trà, người đàn bà thích ôm hai ngả về ai. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Nàng Hoa Mai Phương Thúy
như túi mật ngọt, nàng hút ruồi về cho F88 sời. Hoa hậu Việt Nam Mai Phương Thúy là người đẹp nổi tiếng, không chỉ nổi tiếng nhờ sắc đẹp mà nổi tiếng nhờ làm giàu từ cổ phiếu. Mai Phương Thúy cũng từng được ví như bà hoàng cổ phiếu, khi mà những người dù có am hiểu đến mấy cũng phải thua sấp mặt trước sự khó lường của cổ phiếu trên thị trường chứng khoán, nhưng Mai Phương Thúy vẫn giàu lên. Mai Phương Thúy từng khẳng định bản thân xem đầu tư chứng khoán là nghề chính giúp kiếm nhiều tiền. Cô cũng đã từng tư vấn cho bạn bè đầu tư thị trường chứng khoán quốc tế miễn phí. Đến hình ảnh Hoa hậu Mai Phương Thúy cùng F88. Đầu tư cổ phiếu trên thị trường chứng khoán lâu nay đã giống như trò cờ bạc bịp, bởi thành phần quản lý thị trường này đã tạo kẽ hở luật pháp rất lớn, để cho nhiều đại gia thiếu đạo đức thừa gian manh thọc tay vào, thao túng nó. Ông Trịnh Văn Quyết đã thao túng thị trường cổ phiếu nhiều lần trước khi bị bắt vào năm ngoái. Ngoài ra, thị trường trái phiếu cũng đầy rẫy lỗ hổng để cho Đỗ Anh Dũng và Trương Mỹ Lan vơ vét tiền từ nhà đầu tư. Hầu hết ai cũng làm phận nhà đầu tư đều bị cá mập lùa ga và sau đó bị thịt. Trong bối cảnh như vậy mà Hoa hậu Mai Phương Thúy đầu tư chứng khoán nơi nào thì đều thắng nơi đó. Điều này đang là một dấu hỏi rất lớn. Trong lúc thị trường chứng khoán thiếu lành mạnh, đầy rẫy những kẻ lùa gà lừa nhà đầu tư vào chồng, mà gà có thể chiến thắng được trong hầu hết mọi cuộc chơi là điều không thể. Muốn thắng nhiều hơn bại thì chỉ có thể là chơi với tội phạm, nắm tin tức nội bộ, rồi xuống tiền hoặc bán ra trước khi cổ phiếu sụt giá, thì mới chắc được phần thắng. Sáng ngày 6 tháng 3, mạng xã hội đã dậy sóng khi Công an TP.HCM thực hiện lệnh phong tỏa khám xét công ty cổ phần kinh doanh F88 tại tòa nhà văn phòng Thâu, đường Nguyễn Oanh, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Công ty F88 là một doanh nghiệp thực hiện hoạt động cho vay lãi suất cao, sau đó cưỡng đoạt tài sản theo kiểu khủng bố. Nói đơn giản thì đấy là một tổ chức xã hội đen cho vay nặng lãi và đòi nợ thuê được nấp dưới danh nghĩa doanh nghiệp. Nó gieo rắc nỗi kinh hoàng, nỗi khốn khổ đối với người dân cả nước. Đây là hình ảnh Mai Phương Thúy đã từng rót đến 10 tỷ đồng vào F88. Sau vụ khám xét này, báo chí đã nhắc lại việc Hoa hậu Mai Phương Thúy đã từng chi 10 tỷ đồng mua trái phiếu của F88 kỳ hạn 2 năm vào năm 2019. Sau thương vụ với Mai Phương Thúy năm 2020, công ty F88 thành công phát hành tiếp 3 lô trái phiếu với tổng trị giá lên đến 400 tỷ đồng. F88 phát hành tổng cộng 32 lô trái phiếu, trong đó 4 lô hủy do mua lại trái phiếu trước hạn. Thực tế cho thấy sau khi nàng Hoa hậu xuống tiền mua trái phiếu, nhiều nhà đầu tư khác cũng mạnh tay xuống tiền để góp vốn vào doanh nghiệp tội phạm này. Kinh doanh cho vay nặng lãi kiêm đòi nợ thuê là hình thức làm giàu trên sự khốn cùng, trên sự hoảng sợ của người dân. Nhìn lại sự việc Mai Phương Thúy mua trái phiếu F88 cho thấy Hoa hậu này không phải là đầu tư đơn thuần mà có bắt tay với nhà phát hành trái phiếu. Như cô tuyên bố trên chính trang web của F88 rằng cô đã tìm hiểu công ty này rất lâu trước khi đầu tư. Không rõ Hoa hậu Mai Phương Thúy có thỏa thuận lùa gà với F88 hay không, nhưng gà đã dính bẫy thì thấy bà hoàng cổ phiếu xuống tiền là có thật. Đây là hình ảnh nàng Hoa hậu Mai Phương Thúy là túi mật hút ruồi cho F88. Thị trường chứng khoán Việt Nam là thị trường phát triển không lành mạnh. Đã nhiều tháng qua, nhà đầu tư vào trái phiếu An Đông của Vạn Thịnh Phát, đầu tư vào trái phiếu của tập đoàn Tân Hoàn Minh v.v. đang phải đau khổ, sợ vì chót nghe theo lời dụ dỗ của bọn lùa gà. Nếu Mai Phương Thúy là cô nàng vô danh tiểu tốt, thì giới phân tích tin là cô may mắn khi trúng cổ phiếu, trái phiếu. Tuy nhiên, việc Mai Phương Thúy rót tiền vào F88 thì không ai nghĩ Mai Phương Thúy là gà, mà là người lùa gà thì đúng hơn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d với bản tin Nàng Hoa Mai Phương Thúy như túi mật ngọt, nàng hút ruồi về cho F88 sời. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.